Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là điện thoại Huawei B9 đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan màn hình cảm ứng của điện thoại Huawei B9 bị vỡ hỏng do rơi va đập, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Hiện nay Di động Cao cấp.vn là địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Huawei B9 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại linh kiện của điện thoại Huawei B9 nói chung và màn hình cảm ứng của điện thoại Huawei B9 nói riêng của quý hàng. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Huawei B9, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024-66-750-99. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình của điện thoại Huawei B9 đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei B9 hàng đầu Việt Nam.